Chị Thanh ơi, chị có thể chia sẻ cái cơ duyên nào và chị cảm thấy như thế nào khi mà lần này kết hợp với một dự án điện ảnh và với một nội dung rất đặc biệt được không chị? Đầu tiên phải cảm ơn Thu Trang và Tiến Luật đã cho Phương Thanh một cơ hội rất là tuyệt vời trong bài hát Hẹn gặp lại anh. Một tràng pháo tay cho Thu Trang và Tiến Luật. Xin cảm ơn rất nhiều. Tại vì cái ngày hôm nay Phương Thanh nhớ là đi shopping ở Gia Đà. Đi mua quần áo, không biết là Thu Trang Tiến Luật mua gì mà mấy bao tải. Cái gì mà vô thế ra mà mua mấy bao tải á? Nhiều lắm, không biết mua cho phim nào sắp mua tới. Mua phục trang hay sao á? Chắc vậy. Tại vì nghe nói là phim chị 13 sẽ lời to lắm. Wow. Chúng ta chưa công chiếu mà chúng ta nhận được thông tin là sẽ lời to lắm. Mình cứ chúc sớm đi, đúng không nào? Một tràng pháo tay để mà chúc mừng Thu Trang Tiến Luật là nhà sản xuất phim. Chuyện này sẽ thành công được rỡ ra. Khi mà Phương Trang gặp Thu Trang Tiến Luật thì mới nói rằng là chị Phương Trang sắp tới tụi em làm cái phim về giang hồ. Mà nhạc giang hồ thì cứ chị hát thôi, kêu là ok. Riêng cái gì chứ giang hồ để chị. Đó là một cái điều đó. Riêng cái gì chứ giang hồ để chị. Vậy thì em xin mời chị 13 sẽ cùng quay trở lại sân khấu ạ. Đây, bây giờ có hai chị em nè. Chị Trang ơi, ôm một cái dễ thương quá à. Chị Trang, tại sao chị nghĩ đến phim giang hồ, một ca khúc gai góc như vậy? Cái người chị nghĩ đầu tiên đó là chị Phương Thanh nè. Dạ, tại vì khi mà cái ca khúc này được viết lên á, thì là cái người hát demo là Phương Ngọc hát. Và khi mà để vô trong, khi mà để vô cái lời của Phương Ngọc á, mình để vô trong cái phim á thì mình thấy là nó không có hợp lắm. Tại vì cái tâm sự của chị 13, mà chị 13 nói thì nó cũng là phụ nữ, mà tự cái cất lên cái giọng hát lại là của nam thì mình thấy nó không có hợp. Cho nên á, cuối cùng á, em suy nghĩ là bây giờ không biết là một tìm một nữ ca sĩ nào hát. Thì hai vợ chồng cũng băn khoăn là đang tìm. Tự nhiên cái bữa đó đi shopping mới gặp chị Phương Thanh. Ý anh, chị Phương Thanh kìa. Thì ông Luật ông nói là Đúng rồi, tự nhiên này có duyên á, lại nói chị Phương Thanh đi hát ca khúc giùm mình đi. Thì có lợi nói chị Thanh ơi, em có cần phim quá gì chị hát cái ca khúc giùm em, vậy đó. Chị Thanh, ok em liền, cái về bắt đầu gửi lời, gửi bài rồi cho chị Thanh. Mà hơn sao mà gặp Phương Ngọc với là chị Chanh là cũng thân nữa. Cho nên làm việc với nhau rất là nhanh, gọn lẹ luôn. Mà chị Chanh vừa thấy được cái bài, cái lời với lại nghe được cái lời á, thì chị Chanh nói trời ơi, cái bài này hợp với chị quá. Không có cái, không ai hát cái bài này hay bằng chị đâu. Em nói em cũng nghĩ vậy. Em nói là em cũng nghĩ vậy. Mà đúng như vậy, khi mà chị Chanh đưa qua cái bản em thu rồi đó, thì mới thấy là đúng rồi. Hát liền. Đúng rồi. Ca khúc viết ra cho chị Vân Thanh đúng vậy. Đúng rồi, giống như là Donny đóng dài luôn vậy đó. Mà không phải là một mình em thấy, mà là rất nhiều người thấy họ comment với em. Ngay cả quản lý của em khi mà nghe xong cái bài đó, nói trời ơi cái bài hát chị Chanh hát xuất sắc. Ai cũng khen cái bài đó. Và em cũng cảm ơn chị Chanh một lần nữa. Vô cho vô tay được không ạ? Vậy thì chị Trang ơi, với cái không khí, với cái chất của chị mang lại trong ca khúc này, với cái dự án điện ảnh lần này, đó chính là dự án chị 13, chị cảm thấy đây là bộ phim như thế nào ạ? Đối với riêng bản thân cá nhân của chị với nội dung của một bộ phim này ạ? Đây là một bộ phim rất hot trên mạng và các bạn rất là hot, cho nên là chị mê những cái giang hồ như vậy không? Đúng, tại vì đã nói rồi, Xuân Thanh là con gái hot bóng của con trai. Cho nên là nó có đủ sự mạnh mẽ để mà gọi là cảm nhận được cái sự đồng cảm với bộ phim này. Và chính vì hot trên mạng cho nên là Xuân Trang và Tiến Luật đã rất là can đảm để làm được phim nhựa đó. Có dựng như vậy đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Và Xuân Thanh thấy rằng là các anh em bên phía kịch là cũng là ủng hộ rất là nhiều, và có mấy cảnh Phương Thanh thích lắm. Ước gì Phương Thanh được đóng trong đó, Phương Thanh quýnh là tơi bời luôn. Ây da. Chị Trang chị nói gì về điều này ạ? Hẹn chị Trang vào một dự án phần 2. À, mọi người nhớ nha, phần 2 chị 13. Một lời hứa. Phần 2 của chị 13 nhân đôi là chị 26. Duyên dễ sợ, dễ thương quá. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự xuất hiện của chị Trang ngày hôm nay và mang đến một món quà rất bất ngờ cho tất cả quý vị và các bạn. Và chị ơi đừng quên nha, ngày 29 tháng 3 ra rạp xem phim với mọi người, và đặc biệt là xuất hiện trong buổi premiere nữa, 27 tháng 3. Phương Thanh là ca sĩ hát nhạc của phim, cho nên là chắc chắn là sẽ có mặt trong những cái buổi mà ra mắt phim này đó. Nếu mà đi cine tour của Phương Thanh cũng đi, không thoải mái, vui vẻ. Để
thường quá. Nghĩa là mình khi mà mình tham gia một góc nhỏ trong phim, mình phải có trách nhiệm. Có trách nhiệm, tất cả các trách nhiệm gộp lại thì bộ phim sẽ thắng lớn. Và chúc mừng cho phim chị 13 thắng lớn. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn chị Phương Thanh rất nhiều. Một lần nữa một tràng pháo tay dành cho nữ ca sĩ Phương Thanh. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị rất là nhiều.